nó là một cái vô cùng quan trọng, gọi như là một trong những cái quan trọng nhất trong tiếng Anh để giúp cho chúng ta nghe tốt. Các bạn không biết về nối âm và không nghe ra nối âm thì đó là lý do vì sao các bạn nghe không tốt là như vậy. Bởi vì trong tiếng Anh nó nối điên đảo luôn, có nghĩa là từ nào cũng nối với từ nào luôn ấy. Cho nên là đọc một từ thì mình hiểu, nhưng mà đọc cả câu thì không hiểu gì luôn. Với vai trò là một người lớn học tiếng Anh ấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu từ phần pronunciation, tức là phần phát âm. Ok, phần phát âm. Vì sao lại bắt đầu từ phát âm? Thứ nhất là phát âm nó kiểu nó sẽ là một cái bước khởi động ấy. Chúng ta làm gì cũng cần khởi động đúng không? Để chúng ta sẽ khởi động bằng là cách luyện miệng này, luyện môi, luyện lưỡi này, đó. Luyện cơ hàm này, để chúng ta có thể phát âm ra được những cái từ tiếng Anh nó đơn giản. Và học phát âm thì nó cũng không yêu cầu trình độ tiếng Anh của chúng ta gì cả. Gần như các bạn không cần biết gì, các bạn cũng có thể học được pronunciation. Đó, thì cái mà chúng ta cần học đó là các bạn sẽ học 44 sounds in the IPA chart. Đó, 44 âm trong bảng IPA. À, những bạn nào mà chưa biết 44 âm này thì chúng ta có thể Google trên kênh của Ayolo English nhá, kênh YouTube ấy. Các bạn search trên YouTube là Ayolo English. Đó, và vào phần danh sách ấy, và danh sách phát ấy, thì có một cái bộ 6 video đã hướng dẫn cho các bạn khá là đầy đủ và chi tiết về cách phát âm 44 âm trong bảng AK này rồi. Nếu như bạn nào thực sự quyết tâm và ham học hỏi thì các bạn có thể là xem những cái video này đấy và luyện tập nói theo, thì mình sẽ hiểu và biết cách phát âm những cái âm này. Được chưa? Sau khi mình học các âm này rồi ấy, thì mình sẽ ghép nó vào các cái từ đấy, rồi vào các cái câu để mình phát âm được những cái từ và những cái câu đấy nó chuẩn ra. Ok, ngoài ra các bạn có thể dùng những cái bộ video như sau này. Thứ nhất các bạn có thể dùng đó là Pronunciation Workshop. Đây là cái viết tắt nha, Pronoun Workshop. Workshop. Ok, Pronunciation Workshop của bác Paul Gruber. Paul Gruber là một chuyên gia ngôn ngữ trên thế giới. Đấy, thì các bạn có thể search cái này ở trên YouTube. Hình như trên YouTube nó cũng không có nhiều lắm đâu, nhưng mà các bạn có thể search trên Google xem có ai share cái bộ này không. Đấy, Pronunciation Workshop nha, của Paul Gruber, đây là tác giả này, Paul Gruber. Đấy, những bạn nào mà tự học về pronunciation thì nhất định nên tải những cái tài liệu này về và mình luyện thường xuyên. Một cái tài liệu nữa các bạn cũng có thể tham khảo, một cái bộ tài liệu rất là hay mà cô cực kỳ thích. Đấy, nó gọi là American Accent Training. American Accent Training. Ok, tức là đào tạo về cái accent chuẩn giọng Mỹ. Đấy, accent là tức là một cái loại giọng. Ví dụ như chúng ta có ở Việt Nam, chúng ta có Northern Accent, tức là giọng miền Bắc này, Middle Accent và Southern Accent. Đấy. Ngoài ra các bạn còn có thể tham khảo của cô Rachel. Đây là một cô người Mỹ, giọng rất là hay. Ngày xưa cô từng là ca sĩ, cho nên là cái giọng của cô cực kỳ hay và chuẩn Mỹ luôn, cho nên mình nghe. Nhưng mà cô ấy lại có phụ đề tiếng Anh, mình không nhớ là cô có phụ đề tiếng Việt không, nhưng mà chắc là bây giờ Google nó khá là hiện đại thì nó có thể có phụ đề tiếng Việt nữa rồi. Đấy, thì các bạn có thể xem cô ấy hướng dẫn thậm chí cách đặt môi, đặt lưỡi, mở miệng các thứ, phát âm các thứ như thế nào. Đấy, rất là kỹ. Đó, thì chúng ta có thể vào xem những cái này. Đó, thì phần đầu tiên, pronunciation, các bạn có thể dành từ 1 tháng cho đến 1 tháng rưỡi để luyện pronunciation này, để cho nó nghe nó hay. IPA nó chỉ là một phần rất là nhỏ thôi nhá. Các bạn lưu ý nữa, đó là chúng ta còn phải học âm cuối này, chúng ta còn phải học trọng âm này, chúng ta còn phải học nối âm này. Đấy, ví dụ như bạn nào thường xuyên xem các livestream của cô thì cô đã hướng dẫn về những cái phần này khá là chi tiết rồi. Mỗi livestream nó cũng kéo dài từ tầm 1 tiếng đồng hồ cơ. Đấy, thì chúng ta có thể xem lại. Đấy, ví dụ nối âm nó là một cái vô cùng quan trọng, gọi như là một trong những cái quan trọng nhất trong tiếng Anh để giúp cho chúng ta nghe tốt. Các bạn không biết về nối âm và không nghe ra nối âm thì đó là lý do vì sao các bạn nghe không tốt là như vậy. Bởi vì trong tiếng Anh nó nối điên đảo luôn, có nghĩa là từ nào cũng nối với từ nào luôn ấy.
cho nên là đọc một từ thì mình hiểu nhưng mà đọc cả câu thì không hiểu gì luôn đó. Cho nên rất là quan trọng là mình phải học những cái đấy nữa, nối âm, âm cuối rồi trọng âm đó, xong lại còn giảm âm, biến âm các kiểu nữa. Những bạn nào mà thường xuyên theo dõi các livestream của cô thì cô cũng dần dần lược qua những cái phần này cho các bạn rồi. Nhưng quan trọng đó là chúng ta sẽ cần phải có cái sự luyện tập hàng ngày ấy, every day. 6 tháng ở đây không phải là mỗi tháng mình học 1 tiếng, 2 tiếng mà thành công được đâu các bạn nha. Ý cô ở đây ấy, 6 tháng đó là các bạn sẽ dành ra ít nhất mỗi ngày tầm khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi để mình luyện nghe, luyện nói, luyện phát âm. Đó thì chúng ta mới có thể thành công và có thể giao tiếp được một cách tự tin và trôi chảy được. Chứ còn nếu kiểu đấy, tháng làm một lần thì nói chung là không ăn thua. Đó, cho nên các bạn ghi xuống nha, đấy, luyện tập các phần này. Đấy, còn những bạn nào mà muốn, ví dụ có người thúc đẩy này, xong có người trách chiếc phần phát âm các thứ cho mình này, thì chỉ có một cách thôi, đấy là đi học thôi. Chứ còn rất là khó để có ai ngồi trách cho mình hàng ngày được, đúng không? Ok, đó, đấy là phần đầu tiên về pronunciation. Cô gợi ý cho các bạn những cái bộ mà nó nổi tiếng nhất và nó hay ho nhất rồi. Đấy, cho nên chúng ta xuống và nhớ là trong cái giai đoạn luyện âm này này thì miệng, khi mà mình luyện âm mà miệng nó càng mỏi đấy, nó đau đau đó, cứng cả hàm, cứng cả môi vào, cứng cả lưỡi vào ấy, thì nó mới là chuẩn nha. Chứ còn luyện xong chả thấy gì cả, nhẹ nhàng quá thì có nghĩa là mình vẫn đang đọc kiểu tiếng Việt đấy. Ok, những cái bộ này này nó sẽ giúp cho các bạn luyện xong phải gọi là méo hết cả mồm luôn đấy. Ok rồi, thì giai đoạn 1 là pronunciation. Đồng thời trong giai đoạn 1 này các bạn nhá, chúng ta vẫn phải làm một cái thứ rất quan trọng, đấy là nạp âm thanh. Nó gọi là input. Input, nạp đầu vào. Đấy, nạp đầu vào. Đầu vào nó bao gồm những cái gì? Cái số 1 nó sẽ là nghe. Đấy, các bạn nghe. Và cái số 2 là các bạn có thể học những từ vựng, học thêm từ vựng. Ok, hoặc các bạn có thể đọc, đọc thêm cái gì đấy. Ok, ví dụ trong giai đoạn 1 này các bạn có thể đọc, ví dụ mua những cái quyển truyện tranh cho bé, những quyển mà chữ hình thì nhiều và chữ thì ít ấy. Đấy, thì mình có thể là bắt đầu đọc những cái đó, những cái từ rất là đơn giản. Đấy, hoặc là mình nghe. Đó. Đó, các bạn nhớ nhá, input, vì sao mình không nói ra được? Không nói ra được đơn giản bởi vì nói là output, mà trong não không có cái gì của, về tiếng Anh, thì mình không thể nào mà nặng ra được, đúng không? Đấy, cho nên đừng thắc mắc vì sao không nói được tiếng Anh, đơn giản não có gì đâu. Đó, cho nên là mình phải bắt đầu từ giai đoạn đầu tiên, 1 đến 2 tháng đầu tiên là các bạn phải nghe thật là nhiều vào. Mỗi ngày cứ lúc nào rảnh là các bạn phải lôi cái bài nghe thì ra nghe. Thì thậm chí nó có thể lên đến 1-2 tiếng để các bạn luyện nghe. Đấy, vậy thì nghe, nghe cái gì? Nếu như trình độ các bạn càng thấp thì chúng ta nghe những cái nó càng đơn giản thôi. Tốt nhất là nên là những cái các bạn hiểu được tầm khoảng 80-90%. Bởi vì nghe như thế thì mình không bị nản. Và cái thứ hai nữa là các bạn có thể bắt chước được theo và mình nghe, mình hiểu. Khi nghe hiểu thì cái nó mới có hiệu quả. Còn bây giờ các bạn nghe cứ một chuỗi âm thanh vang vọng từ đâu đến là mình chả hiểu nó là tiếng tàu hay tiếng ta gì ấy, thì chắc chắn là nó không có hiệu quả. Hoặc là phải rất là nhiều năm, 2-3 năm cứ nghe những âm thanh như thế thì may ra nó mới lên được một tí. Đấy, cho nên là nhớ là nghe những cái mà mình hiểu nhá. Rồi, vậy thì cô có thể gợi ý cho các bạn, đấy là các bạn nghe những cái câu chuyện cổ tích dành cho bé. Các bạn cứ lên Google search rất là nhiều cổ tích dành cho bé này. Hoặc là các bạn có thể nghe cái bộ hội thoại tiếng Anh cơ bản. Đó, hội thoại tiếng Anh thông dụng. Đấy, các bạn cứ search những cái từ khóa đó ở trên YouTube hoặc là thậm chí trên Google thì cũng sẽ có rất là nhiều những cái kết quả cho mình. Xong các bạn sẽ chọn ra một vài cái mà mình thích nghe nhất. Đấy, và mình nghe nó thường xuyên. Mỗi ngày các bạn sẽ không cần nghe nhiều đâu. Các bạn chỉ nghe khoảng 30 giây cho đến 1 phút thôi. Tức là cái đoạn đấy nó dài 1 phút, nhưng mà mình nghe cái 1 phút này quay đi quay lại. Ví dụ nha, 1 phút này nó sẽ rơi vào tầm khoảng 15 câu rồi. 15 câu, đó. 30 giây thì nó rơi khoảng tầm 8-9 câu. Đấy,
Thì các bạn một ngày nghe khoảng 15 câu như thế và nghe đi nghe lại thì 30 phút là nghe được 30 lần rồi, một tiếng là nghe được 60 lần rồi đúng không? Đó, thì nó cũng khá là nhanh thôi. Thì mình nghe lúc nào cũng được để nó nạp dần cái input vào. Rồi. Đó, cho nên là các bạn hoàn toàn có thể nghe những cái mà trẻ con nó nghe nhá. Bởi vì mình có khác gì trẻ con đâu, đối với việc học tiếng Anh mình chả khác gì trẻ con cả. Mình cũng chính là trẻ con luôn đúng không? Thế cho nên nếu như mà bạn nào mà có con rồi mà con đi học mà đâu đấy mà có cái gì để nghe ấy, các bạn cũng có thể nghe nhá. Hoặc cũng có thể gợi ý cho các bạn một cái phần mềm ngày xưa cô rất là thích. Nó gọi là cái gì nhỉ? Monkey Junior. Đấy, nó có những cái câu chuyện là nó có cả hình rồi nó có cả âm thanh cả người đọc các thứ, nội dung cũng rất là hay đấy, thì các bạn có thể tham khảo cái này. Nó là app trên điện thoại ấy. App trên điện thoại và các bạn có thể tải rất là nhiều những cái app nhá, không cần phải lên YouTube luôn. Đây, điện thoại này không chỉ để check tin nhắn với Facebook đâu nha, điện thoại này để học tiếng Anh các bạn ạ. Cho nên là các bạn phải tải rất là nhiều những cái app tiếng Anh vào, sau rồi để vào đấy, đặc biệt là những cái app nghe, đặc biệt những bạn nào mà đang ở trình độ mới bắt đầu ấy hoặc là mất gốc ấy đó, thì chúng ta phải tải rất là nhiều những cái app nghe và lúc nào mình cũng cũng nghe vào. Ok rồi, một cái app mà các bạn có thể tải về có gợi ý đó là English Conversation. Đó, cái này nó có rất là nhiều phiên bản nha. Nhưng mà túm lại nó là một tập hợp khoảng 100 cái đoạn hội thoại tiếng Anh cơ bản rất là dễ. Đấy, và rất là thông dụng hàng ngày, tức là đi đâu cũng phải nói. Đấy, ví dụ như là có những câu nó như kiểu là What are you planning to do today? Hôm nay bạn dự định làm gì? Xong người kia nói là I'm going shopping. Đấy. Xong là họ hỏi là What are you gonna buy? Bạn sẽ mua cái gì? Ví dụ như thế. Thì những cái câu đấy là những câu mà hàng ngày là mình phải dùng đúng không? Đó. Thì các bạn có thể tải cái app này English Conversation về mình có thể nghe dần. Được chưa? Còn nếu như bạn nào tìm không thấy thì có thể lên kênh YouTube của IOLO. Nó tên là IOLO English. Đấy. Cái kênh YouTube này nha. Các bạn vào phần danh sách phát nó cũng có một cái list tầm khoảng 50 video hội thoại giao tiếp cơ bản. Đó thì chúng ta lên đấy tải về nghe hàng ngày. Ok. Rồi, bạn nào có những cái app nào mà luyện nghe các bài nghe thì suggest ở đây cho cô cùng với các bạn xem nào. Xin chào Vi Khả Ánh, Lê Hồng Ngọc, Vũ Việt Hoàng, Linh Chi Trần, fan cứng của cô kia. Rồi, xin chào Nguyễn Hải Anh. Rồi, đó, thì đây là cái phần đầu tiên, những cái giai đoạn đầu tiên mình phải học phát âm và nạp càng nhiều input càng tốt. Một trong những input nữa của các bạn đó là từ vựng. Từ vựng này thực ra mình có thể học qua đọc hoặc là học qua nghe đều được nha. Có nghĩa là không nhất thiết bạn phải list ra một danh sách 50 từ vựng một ngày xong cố gắng nhồi nhét nó học từng từ một. Mà các bạn hoàn toàn có thể là đấy mỗi ngày nghe một cái đoạn 1 phút hoặc là đọc một cái bài nó dài khoảng 100 chữ đấy, tức là nó tầm khoảng 5-7 dòng như này đấy, những cái bài nó ngắn như thế thôi, nó cũng đơn giản thôi đó, thì chúng ta đọc những cái đấy để mình nạp thêm từ vựng. Và đồng thời ấy, khi mà mình đọc như thế không những mình có từ vựng mà mình còn có cả luyện được cả về ngữ pháp nữa, những cái cấu trúc ngữ pháp trong cái bài đọc này để, cho nên cái phần input nó rất là quan trọng nha. Về cái bài đọc ấy thì cái trang web này cô cũng suggest cho các bạn vài lần rồi đấy. Các bạn có thể dùng một cái website nó gọi là Listen a minute.com.com, tức là nghe 1 phút.com viết liền nhá. Listen a minute.com. Đó thì nó đều là những cái bài nghe mà kéo dài trong 1 phút, đúng cái bài này luôn. Cũng đều là những cái chủ đề nó rất là thông dụng hàng ngày mà mình có thể nghe được luôn. Cái này nó cũng có app luôn đấy, các bạn cũng thử search ở trên Google CH Play hoặc là đấy xem App Store xem thế nào, xem có không. Đó, thì xong mình luyện nghe hàng ngày, xong có thể luyện nghe cùng con này, luyện nghe bạn cùng phòng này,
Đó. Cái listen a minute.com này nó hay ở chỗ đấy là các bạn có thể gọi là nó có những cái bài tập cho mình luôn. Sau khi mình nghe xong nhá, nó có bài tập điền từ này, nó có bài tập sắp xếp các từ để thành một cái câu này. Đấy, các thứ làm ở trên trên website luôn. Rất là tiện lợi. Đấy thì các bạn có thể làm cái này nhá. Rồi, đấy là input nghe và đọc. Đấy còn nếu như bạn nào mà muốn học từ vựng kiểu đơn lẻ hay là muốn nhất định là phải có một list các từ vựng ấy. Đấy thì các bạn thường xuyên theo dõi cô thì cô cũng hay chia sẻ một cái tài liệu đó là 1.000 từ vựng thông dụng nhất. Đấy, tức là người ta dùng máy để đo và người ta tổng hợp tất cả các cái ngôn ngữ, tất cả các tài liệu bằng tiếng Anh trên thế giới và người ta thấy được rằng là có 1.000 từ là nó thường xuyên lặp lại nhất. Đấy thì họ tổng hợp thành cái bộ 1.000 từ đấy. Thì cô cùng với Ayolo đã cải tiến nó bằng cách là sắp xếp 1.000 từ đấy nó theo các âm luôn. Đấy, ví dụ như những cái từ mà nó đều có cái âm y chẳng hạn, ví dụ như là từ si đấy hay là từ gì đấy thì mình có liệt kê đấy, sắp xếp theo các âm như thế này đấy thì nó cũng khá là dễ theo dõi. Thì nếu bạn nào mà muốn có cái tài liệu đó thì chúng ta comment là 1.000 từ vựng xuống thì nếu mà tiện thì cô sẽ có thể gửi cho, còn nếu không thì các bạn cứ theo dõi trên Facebook cô nhá. Rồi, để chúng ta có thể giao tiếp được ở cái mức độ thông dụng và trong các cái tình huống thông dụng trong đời sống hàng ngày ấy, các bạn chỉ cần khoảng 1.500 từ vựng, hoặc là nếu bạn nào mà muốn nhiều hơn thì có thể lên 2.000, 3.000 từ vựng là thoải mái chúng ta có thể giao tiếp được rồi. Và nếu như các bạn học cấp 2 tiếng Anh, cấp 3 tiếng Anh, đại học tiếng Anh mà nói chung là học chỉ để gọi là qua môn và nó không tập trung mấy ấy, thì các bạn cứ yên tâm là kiểu gì chúng ta cũng đã có sẵn khoảng 500 từ vựng. Đấy là ít nhất nhá, ít nhất là có sẵn khoảng 500 từ vựng ở trong ngân hàng của mình rồi. Đấy cho nên là 1.000 từ vựng hay là 1.500 từ vựng thì nó không phải là cái gì là quá sức với chúng ta lắm đâu. Các bạn chỉ cần cố gắng gọi là trau dồi thêm bằng cách đó là mình luyện nghe này, đấy, luyện đọc này. Có cái từ nào mà nó nhìn quen quen nhưng mà không nghĩ ra thì chúng ta tra từ điển một vài lần. Đấy và đọc ở trong bài đấy, nghe trong bài đấy là lần sau chúng ta có thể nhớ lại được luôn. Đấy cho nên là đừng lo là mình thiếu từ vựng để nói nha, chỉ lo là các bạn không dám nói ra thôi, cứ sợ sai, ngại sai và không dám nói ra thì mới không nói được. Ok. Đó, thì đấy là bước số 1 giai đoạn đầu tiên, đó là pronunciation và thêm cái phần input. Đó. Giai đoạn thứ hai này bắt đầu này. Sau khi các bạn đã có khoảng 800 từ vựng rồi. Đấy, sau khi các bạn đã nghe cho tai nó quen với âm thanh tiếng Anh, cho não nó quen với tiếng Anh rồi. Đấy và mình phát âm nó cũng đỡ ghê hơn rồi. Đấy thì chúng ta bắt đầu sang giai đoạn thứ hai. Đó, phase 2. Giai đoạn 2 đó là các bạn sẽ học tiếng Anh theo topic theo chủ đề. Đó. Học tiếng Anh theo chủ đề. Học tiếng Anh theo chủ đề thì học như thế nào? Thực ra mà nói là các bạn nếu như mà đường cùng lắm hoặc là không biết học theo cái nào ấy, các bạn cứ lôi lại nguyên những cái sách giáo khoa từ cấp 2 cho đến cấp 3, thậm chí là đại học của mình. Các bạn cứ học lại y nguyên như thế cho cô là các bạn đã thừa để có thể giao tiếp được rồi. Ok, trong những cái quyển sách đấy ấy, thì nó sẽ luôn luôn có phần 1, đấy là một cái bài đọc. Đó, cái bài đấy là để cho mình có input ấy. Thì trong bài đọc đấy chúng ta sẽ học được từ vựng này, chúng ta sẽ học được cấu trúc này. Đấy. Tiếp theo nó sẽ có cái bài 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 luyện nghe. Đấy, thì trong cái bài luyện nghe đấy nó cũng lại có những cái file nghe để cho các bạn học thêm từ vựng, học thêm các cấu trúc. Đấy và cái phần thứ ba sẽ là phần speaking về cái chủ đề đấy. Các bạn nói về cái chủ đề đấy dùng những cái từ vựng và cấu trúc mà mình đã học trong bài đọc và trong bài nghe. Đấy và cái thứ tư đó là phần writing, tức là chúng ta viết xuống một vài cái topic liên quan đến cái topic này. Ví dụ như là chủ đề family chẳng hạn thì các bạn người ta có thể yêu cầu những bài viết ví dụ như là miêu tả mẹ của bạn này. Đấy, hay là miêu tả gia đình bạn này, hay là miêu tả người bạn ngưỡng mộ nhất này, ví dụ như đó, như thế. Đó, thì đấy nó gọi là học theo topic thì nó sẽ đầy đủ cả bốn kỹ năng. Có nghĩa là các bạn sẽ chọn ra những cái topic nào mà mình thông dụng mà thường xuyên dùng nhất ở trong tiếng Anh. Và nếu các bạn không biết
là topic nào, các bạn mở sách giáo khoa ra. Được chưa? Từ lớp 6 cho đến lớp 12, 6 năm cực kỳ nhiều topic. Và các bạn có thể tránh những cái topic mà nó nghe cao xa quá, ví dụ như là vũ trụ này, hay ví dụ như là công nghệ này, hay là đấy, những cái kiểu như vậy thì mình có thể bỏ qua. Các bạn chọn những cái chủ đề nó thông dụng trước, ví dụ như là về bản thân này, về gia đình này, về trường học này, về công việc này, về mua sắm này, chỉ đường này, rồi miêu tả người, miêu tả tính cách các thứ đó, thì chúng ta hãy liệt kê nó. Được chưa? Ok đấy. Ví dụ như ở Ayolo, cái chương trình học ở Ayolo, thì cô cùng với đội ngũ huấn luyện viên tại Ayolo, sau rất là nhiều năm giảng dạy, ví dụ như cô là khoảng gần chục năm dạy tiếng Anh, huấn luyện và đào tạo tiếng Anh cho sinh viên này, người đi làm này, ở Hà Nội này và trên khắp cả nước này. Đấy, nó cũng phải đến khoảng gần chục nghìn người rồi. Đấy, thì sau khi mà huấn luyện tiếng Anh rất là nhiều năm như thế, thì cô có một cái chương trình học liệt kê ra cho các bạn những cái topic mà gọi là quan trọng nhất, đấy, cần thiết nhất cho các bạn để học tiếng Anh là gì. Và các bạn chỉ cần follow theo những cái topic đấy thôi là mình hoàn toàn đã có thể giao tiếp được tiếng Anh một cách gọi là thông dụng và tự tin và nuột mượt mà trong những cái tình huống đời thường rồi. Ok, đó, thì nếu như bạn nào mà lười quá hoặc là không, cô nói mãi chả biết làm nào đấy, thì đơn giản đấy là mình tìm chuyên gia, xong rồi mình cứ học theo chương trình học của Ayolo là quá tuyệt vời rồi. Ok, thì phase number 2 tức là giai đoạn thứ hai là chúng ta sẽ học giao tiếp nha, học giao tiếp theo chủ đề đó. Thì các bạn có thể liệt kê khoảng 10 cho đến 20 cái chủ đề đó, thông dụng trong đời sống hàng ngày. Đấy, xong các bạn học gì trong những cái chủ đề này? Đầu tiên, tất nhiên nó phải là vocabulary, có nghĩa là từ vựng của những cái chủ đề này, đúng không? Mỗi chủ đề các bạn liệt kê khoảng 50 cái từ vựng. Đấy, nếu chủ đề nào nhiều các bạn có thể liệt kê khoảng 100 từ vựng. Ví dụ như ở Ayolo thì chúng ta có học tiếng Anh bằng mind map nữa. Đấy, cho nên là chúng ta sẽ vẽ ra những cái mind map đấy để có những từ vựng. Thì từ vựng ví dụ giả sử như là từ vựng về food, về đồ ăn chẳng hạn, thì nó có những cái đồ dùng trong nhà bếp này, nó có những cái động từ dùng trong nhà bếp này, rồi thì là food thì nó có cả về hoa quả, về đồ uống này, về các thứ đấy, thậm chí là những cái đồ đựng trong tiếng Anh, ví dụ cốc, chén, bát, đĩa các kiểu như nào đó, thì mình sẽ vẽ được thành cái mind map như thế, thì chúng ta học được rất là nhiều từ, thậm chí là 100 từ còn là ít đấy. Nhưng mà ban đầu các bạn cứ bình tĩnh thôi, đừng nhồi nhét quá nhiều từ vựng làm cái gì cả. Mình cứ mỗi chủ đề mình cứ nhẹ nhàng tầm khoảng 50 từ vựng là được. Nếu như nhiều hơn một chút thì có thể lên 100 từ vựng. Nhưng tất nhiên không cần thiết phải một ngày mình học 50 đến 100 từ vựng đâu. Mỗi cái topic này này các bạn có thể học trong vòng một tuần. Mỗi ngày mình mở ra học một ít. Đấy. Thì đầu tiên đó là mình học vocabulary bằng cách nào? Cô không khuyến cáo lắm là các bạn liệt kê ra khoảng bằng đấy 50 đến 100 cái từ vựng. Đấy, và học bằng cách kiểu là nhìn học thuộc lắm. Mà cô khuyến cáo đấy là chúng ta nên học từ vựng bằng cái gì? Đúng các bạn? Rồi, cô không khuyến cáo lắm là các bạn học một list các từ vựng, mà tất nhiên là đôi khi mình không biết cách nào khác nữa thì các bạn có thể làm được cách đấy. Nhưng mà tốt nhất các bạn học từ vựng nên là theo các cái bài listening và reading. Đấy, các cái bài đọc và các bài nghe. Ví dụ các bạn chọn một cái chủ đề nào đó, cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta học về family chẳng hạn, các bạn lên mạng search những cái bài nghe về chủ đề family, những cái bài đọc về chủ đề family, có thể ở trên website hoặc là trên YouTube hoặc là ở bất kỳ chỗ nào mà các bạn có thể tìm thấy được. Đó, mình search những cái này ra và mình nghe, mình đọc những cái đấy. Thì trong các bài đọc và trong những bài nghe này chắc chắn nó đã có những cái vocabulary, những cái từ vựng nó nằm sẵn ở đây rồi. Và mình học nó theo cả câu, nó theo cả một câu chuyện. Đấy, theo tình huống thì các bạn nhớ nó lâu hơn rất là nhiều. Còn giả sử như các bạn tìm mấy cái bài đọc rồi, mấy cái bài nghe rồi mà nó vẫn thiếu những cái từ vựng, thì chúng ta mới liệt kê thêm các từ vựng để nhớ thêm. Ok,
học từ vựng thì mình đấy là cách học từ vựng nhanh nhất nhá. Ngoài ra các bạn còn rất là nhiều các cách nữa, thì có thể là một cái buổi nào đấy con sẽ làm về cái cách học từ vựng nhá. Ví dụ như các bạn học cái phương pháp học 1 biết 10 ấy. Đấy. Giả sử như chúng ta có cái cụm từ in lo đúng không? Đó, in lo. Thế bây giờ bảo là mẹ chồng thì nói như nào? Mẹ chồng sẽ là mother in law đúng không? Mẹ mà theo pháp luật, không phải là mẹ ruột mà là mẹ theo pháp luật thôi thì nó gọi là mẹ chồng hoặc là mẹ vợ. Đó, mother in law cũng là mẹ vợ luôn. Đấy, rồi thì bố chồng hay là bố vợ sẽ là father in law. Thế còn là anh rể đấy, sẽ là brother in law đúng không? Chị dâu sẽ là sister in law. Đấy. Thì đấy kiểu kiểu như vậy. Thậm chí là bố mẹ chồng sẽ là parents in law. Đó. Chắc chắn là những cái chủ đề này, những cái kiến thức này, những cái mà rất nhiều bạn tự hỏi bao lâu rồi mà không biết giải quyết như thế nào. Đó. Thì mình cứ chịu khó đọc các cái bài nghe, xem các bài nghe những cái bài đọc này. Đấy, để mình học các vocabulary. Chờ. Đấy, thì trong cái mỗi cái topic đầu tiên chúng ta sẽ học về từ vựng, và cô khuyên là nên học theo các cái bài nghe và những cái bài đọc. Rồi sau khi mình có bài nghe, bài đọc là những cái input, những cái đầu vào rồi, mình có đủ lượng cấu trúc là từ vựng và cấu trúc là structures. Đấy, những cấu trúc. Ví dụ nha, giả sử như là nói về chủ đề family thì mình rất là hay có cái cấu trúc là there are, đúng không? Có bao nhiêu người đấy. Hay là cấu trúc là how many people are there in your family. Đấy, thì mình học được những cấu trúc đấy và mình học được những từ vựng đấy. Và sau đó, bước tiếp theo, đấy là mình mới học đến speaking, là luyện nói. Luyện nói như thế nào? Thì các bạn hoàn toàn có thể lấy lại cái nội dung của cái bài nghe này này. Đấy, vừa nãy là mình nghe rồi. Bây giờ mình thử nói lại cái mà mình vừa nghe xem mình có nói được không. Giả sử ví dụ như cái bài nói, bài nghe này này, nó nói về mẹ của tôi. Đó, mẹ của tôi như này như kia, xinh đẹp này kia, rồi làm công việc này việc kia, và mẹ tôi đã gây ảnh hưởng tới tôi như thế nào, các thứ các thứ. Đó, thì bây giờ mình sau khi mình nghe xong bài này, mình học được những từ vựng, những cấu trúc trong đây rồi, thì bây giờ các bạn hãy nói lại đúng cái chủ đề đấy. Các bạn có thể bịa một cái mới là mẹ của tôi là của tôi thật chứ không phải là của tác giả nữa. Đó, hoặc là các bạn lấy luôn bài của tác giả được. Bây giờ các bạn gọi là tự nói lại đúng cái bài mình nghe xem có nói được không. Nếu cái bài này mà các bạn còn không nói được ấy, thì các bạn mong gì nói được những cái bài khác. Đó, cho nên đầu tiên mình nói lại cái bài này. Hoặc các bạn nói lại cái bài đọc. Bài đọc này nó cũng hoàn toàn có thể là một cái đoạn văn miêu tả về mẹ của tác giả đúng không? Đấy, hay là miêu tả về gia đình của tác giả, hay miêu tả về những thứ mọi người thường làm với nhau vào mùa mùa đông như bây giờ chẳng hạn. Đấy, ví dụ vậy. Thì mình đọc và sau mình nói lại những cái chủ đề. Đấy. Và sau khi nói lại chủ đề của những bài nghe bài đọc rồi thì mình tự nghĩ ra những cái chủ đề mới để mình nói thêm. Đơn giản thế thôi. Rồi, và cuối cùng, nếu như bạn nào mà muốn gọi là ôn tập lại cái phần từ vựng và cái phần cấu trúc này, các bạn có thể thêm một phần nữa, đấy là writing. Đấy, tức là mình viết, mình cũng viết lại những cái này luôn. Và viết lại những cái chủ đề này luôn, hoặc các bạn tự chọn ra một cái chủ đề. Thì khi viết ấy, các bạn sẽ có thời gian để mình nghĩ về cái cấu trúc và cái từ vựng đấy. Thì các bạn sẽ kiểu như là mình nhớ cái từ vựng và cấu trúc đấy hơn rất là nhiều. Và trong cái bài viết này các bạn có thể nhét càng nhiều từ vựng là tốt. Ví dụ các bạn hôm nay học 50 từ vựng về chủ đề family đúng không? Bây giờ các bạn làm sao viết một cái bài mà nhét được 50 từ vựng đấy vào. Ví dụ như là giả sử như là my niece đúng không? Niece là cháu gái đúng không? My niece just got married, mới lấy chồng này, sau là her mother-in-law này, mẹ chồng của cháu của tôi, tức là mẹ chồng của cô ấy thì rất là như nào đấy này, sau là nhưng bố chồng thì lại rất là dễ tính này, thế là đấy các kiểu, làm sao mình nghĩ ra rồi mình nhét càng nhiều từ vào càng tốt, thì đấy là một cách cũng rất là hay. Ok, đó thì đấy là cái topic, cái phase number 2 là topic. Một cái rất là quan trọng nữa trong cái phase 2 này này, đó là các bạn phải học thêm một chút về grammar, về ngữ pháp, thì chúng ta nói nó sẽ tự tin hơn và nó chuẩn xác hơn rất là nhiều. Đấy, vậy thì học grammar học như thế nào?
Nếu như mục tiêu của các bạn đấy là thi IELTS hay là thi đại học thì cái phần ngữ pháp của các bạn sẽ phải ôn khác. Tức là chúng ta sẽ phải tổng hợp và học rất là nhiều thứ, kể cả những thứ rất là nâng cao mà thậm chí là trong giao tiếp người ta chả mấy khi dùng. Đấy, thì các bạn vẫn phải học. Nhưng mà cô đang nói cho những bạn nào mà đang muốn giao tiếp ấy, thì các bạn cũng không cần học nhiều ngữ pháp lắm đâu. Các bạn chỉ cần học những thứ sau này, các bạn có thể ghi xuống nhá, ghi xuống phần comment nhá. Cái thứ số 1 các bạn nên học đấy là các cái loại từ loại. Đấy, ví dụ danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ, đó, mạo từ thì nó dùng như thế nào. Đấy, thì một cái quyển sách mà cô suggest cho các bạn đấy là quyển sách ngữ pháp tiếng Anh. Ngữ pháp tiếng Anh của cô Mai Mai Lan Hương, đúng không? Ngữ pháp tiếng Anh đấy của cô Mai Lan Hương. Mai Hương Lan hay Mai Lan Hương nhỉ? Như Mai Lan Hương ấy. Đây là một quyển nó rất là cô đọng và rất là nhiều bài tập để các bạn có thể luyện tập được. Và để cô nói nhỏ cho các bạn một điều nhá. Đấy là ngày xưa cô không bao giờ học từ vựng đâu. Cách duy nhất cô học từ vựng là gì biết không? Yeah, part of speech. Cách duy nhất cô học từ vựng đấy là làm bài tập. Làm bài tập ngữ pháp này này. Đấy. Thì khi học làm bài tập ngữ pháp thì có những từ mình không biết là mình phải tra đúng không? Xong tra đi tra lại nhiều quá, thế là làm nhiều bài tập quá, thế tự nhiên là mình nhớ những cái từ đấy thế thôi. Đấy, cho nên cái quyển Mai Lan, của Mai Lan Hương này này thì nó sẽ là những cái từ vựng nó khá là thông dụng trong đời sống hàng ngày mà các bạn học xong các bạn có thể dùng được luôn. Đấy thì chúng ta mua cái quyển này về, đâu đó nó có 40-50 nghìn rất là rẻ. À, thì mình học những cái này. Đấy, từ loại ví dụ như danh từ thì nó có danh từ đếm được, không đếm được. Nếu mà đếm được thì thêm S như nào, thêm ES như nào. Đấy, thì chúng ta thực ra nói như thế thôi nhưng mà đọc nó nhanh lắm các bạn. Cái quyển Mai Lan Hương này các bạn dở. Mỗi cái phần ngữ pháp đâu nó chỉ có nhiều là một trang giấy. Còn nếu không thì nó lên nó khoảng trang rưỡi thôi. Tức là nó rất là đơn giản. Chẳng qua ngày xưa mình bị một cái tâm lý là mình sợ ngữ pháp, bởi vì hay bị thi thố, hay bị thi cử, hay bị rối rắm cho nên là mình sợ thôi. Chứ còn thực ra nó đơn giản lắm. Mà cô narrow down xuống, tức là cô làm hẹp lại cái quãng các bạn cần phải học rồi thì nó sẽ rất là đơn giản. Đấy, là các loại từ loại, danh từ, động từ, tính từ đâu nó khoảng có khoảng 8 cái loại từ loại đấy. Thì các bạn đọc trong sách đấy và mình làm các bài tập. Vừa học từ vựng, vừa học ngữ pháp, vừa học cấu trúc ở trong đấy luôn. Ok. Đấy, nếu bạn nào chăm chỉ thì học cái toàn bộ cái phần ngữ pháp này các bạn chỉ cần học khoảng 1 tháng thôi. Đấy, mỗi ngày dành khoảng 30 phút cho đến 1 tiếng để làm bài tập ngữ pháp. Vừa học luôn từ vựng, vừa học cấu trúc, vừa học ngữ pháp thì lên nó rất là nhanh. Ok. Rồi, để các loại từ loại nhá. Cái thứ hai các bạn cần phải học đó là một số các cái cấu trúc bắt buộc cần phải biết, ví dụ như là cấu trúc về hai là các thì chưa đã, 6 thì. Đấy. Các bạn chỉ cần học 6 cái thì thôi. Đó. 3 cái thì hiện tại. Đây. Hiện tại. Bao gồm là hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn và hiện tại hoàn thành. Đó, 3 cái thì này là bắt buộc phải học. Tiếp theo là phần quá khứ. Quá khứ các bạn sẽ chỉ cần học mỗi quá khứ đơn thôi. Đấy, và tương lai thì các bạn cũng chỉ cần học tương lai đơn. Đó, còn một cái thì nữa bắt buộc phải học đấy là tương lai gần. Đấy, chỉ có mỗi tương lai thì nó có tương lai gần, còn các cái khác không có quá khứ gần hay là hiện tại gần. Được chưa? Đấy, tổng cộng là 1 2 3 4 5 6. 6 cái thì này là các bạn thoải con gà mái giao tiếp ở trong giao tiếp bình thường rồi. Nếu như bạn nào gọi là ấy nữa thì có thể dùng quá khứ tiếp diễn. Đó. Quá khứ tiếp diễn là thoải mái để dùng rồi. Ok. Thì những cái thì này nó cũng học đi học lại suốt rồi. Nó cũng không quá là khó đâu trong giao tiếp bình thường. Và có một cái tư duy nữa các bạn cần phải nhớ này. Đấy là mình sẵn lòng cho phép mình được sai ngữ pháp khi nói tiếng Anh nhé. Đấy là một cái tư duy nó cực kỳ quan trọng. Còn nếu các bạn cảm thấy là mình không thể nào chấp nhận được bản thân mình nói ra một câu tiếng Anh mà sai ấy, thì rất khó các bạn có thể giao tiếp được.
Đấy, bởi vì là khi ngày xưa lúc mà cô học ấy là cô cũng rất sợ bị như thế. Nhưng sau đó cô phát hiện ra nếu mình cứ sợ thì mình sẽ không bao giờ dám mở miệng ra nói. Và đã không dám mở miệng ra nói thì như kiểu bị câm ấy, càng không bao giờ lên được trình nói cả. Bởi vì là người ta nói giỏi, đơn giản bởi vì người ta nói nhiều. Thế thôi, cô có thể livestream như thế này cho các bạn 1 tiếng, thậm chí 2 tiếng, thậm chí là cả ngày cũng được. Bởi vì là cô đã dạy tiếng Anh rất là nhiều năm rồi. Đồng thời là cô thường xuyên livestream trên trang cá nhân, trên fanpage, thậm chí là trên một số các cái group khác nữa mà cô làm admin hoặc là ấy các thứ. Đó, thì làm nhiều thì nó quen thôi. Đấy, thì các bạn đừng sợ nhá. Đó, thì mình học những cái gì này. Ngoài ra những thứ nữa các bạn cần phải học đấy là nó sẽ liên quan tới so sánh. Đấy, so sánh hơn, so sánh bằng, so sánh kém thì thực ra cũng không cần thiết lắm. Đấy, cần so sánh hơn, so sánh bằng, hơn nhất, đấy là được. Rồi, tiếp theo nữa, nhất định phải học đó là học về bị động. Rồi, câu bị động, ví dụ tôi được tặng hoa gì? I am given flowers, hoặc là I was given flowers. Đúng không? Đó, rồi thì câu điều kiện. Đấy, câu điều kiện cũng là những cái quan trọng mình cần phải học. Một cái nữa các bạn cũng nên chú ý để học, đấy là chúng ta sẽ học mệnh đề quan hệ. Mệnh đề quan hệ. Đấy. Ngày xưa học trong sách ngữ pháp cô cứ thấy cái mệnh đề quan hệ này nó khó khăn kiểu gì ấy. Nhưng mà thực tế trong giao tiếp nó đơn giản cực kỳ. Ví dụ mình sẽ nói là she is the girl, cô ấy là người đã dạy tiếng Anh 10 năm rồi. Đó, ví dụ các bạn nói về cô chẳng hạn đúng không? Các bạn chỉ cần nói là she is the girl hoặc là she is the woman who has been teaching English for about 10 years. Đấy, kiểu như vậy. Đó, who làm gì ấy? Cô ấy là người, người mà đã làm cái gì đó chẳng hạn. Đó, thì nó đơn giản như vậy thôi, chứ nó cũng không có gì nó quá là phức tạp cả. Học y trường yêu cầu B1 mà mất gốc hoàn toàn thì TOEIC còn còn không nổi à? Mất gốc mù định hướng quá cô. Đấy, cô đang giúp cho những bạn nào mà mất gốc đây. Còn nếu như mà học xong nghe xong rồi mà vẫn gọi là lười quá hoặc là gọi là vẫn chưa sáng tỏ được ra thì có thể inbox cho cô. Đấy, thì cô sẽ có thể là giúp hoặc là cô sẽ giúp cho các bạn có một cái lộ trình này nó chi tiết đến tận từng ngày luôn. Thì đấy là những cái chương trình học trong offline hoặc là chương trình học online tại IU luôn. Ok. Rồi. Đấy là phần ngữ pháp. Đúng không? Đấy là cái phần phase 2, tức là giai đoạn 2 là mình học theo cái topic. Rồi. Đến phase number 3. Tức là giai đoạn thứ ba. Thì giai đoạn này nó sẽ cao cấp hơn một chút xíu. Có nghĩa là mình không chỉ là giao tiếp một cách cơ bản từng câu một nữa. Các bạn hình dung là level 2, cái giai đoạn 2 của chúng ta đó là chúng ta giao tiếp hai người như này. Đấy. Và một người nói một câu bắn sang bên này thì người kia sẽ phản lại một câu bắn sang bên này, cho hai bên cứ bắn nhau. Ok. Đó thì giai đoạn 3 là cái giai đoạn mà các bạn có thể nghĩ được bằng tiếng Anh, tư duy tiếng Anh nó độc lập hơn. Cho nên các bạn có thể hoàn toàn nói về một cái chủ đề mà dài 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 nhiều câu ấy. Đó. Thì lúc này các bạn hoàn toàn có thể dùng lại 10 đến 20 cái topic này nhá. Đó, đây là phần ngữ pháp rồi. Đây, trong giai đoạn 2. Trong giai đoạn 2 cô nói là các bạn học theo chủ đề đúng không? Các bạn chọn 10 cho đến 20 cái chủ đề thông dụng trước, cơ bản trước để mình học từ vựng, trong đó mình luyện nghe, luyện có những cái bài nghe, bài nói ở trong đó. Đấy. Vậy thì giai đoạn 3 các bạn dùng lại 10 đến 20 cái chủ đề này để mình mở rộng ý, để mình nói được nhiều hơn. Hoặc các bạn có thể dùng những chủ đề mới cũng được. Nhưng mà như sau. Đấy, giai đoạn 3 là các bạn sẽ tập trung nhiều hơn vào việc là mình sẽ thuyết trình lại được một bài bằng tiếng Anh.
Đấy, nói một cái đoạn dài bằng tiếng Anh. Đấy, level 2 sẽ là những cái đoạn hội thoại để bắn qua bắn lại. Còn giai đoạn 3 sẽ là một một đoạn dài bằng tiếng Anh. Đấy, ví dụ như vẫn là chủ đề family nhé. Đó, thì các bạn có thể lúc này các bạn sẽ chọn những cái topic khác, ví dụ như là ai là người gây ảnh hưởng nhất trong gia đình, ai là người trong gia đình gây ảnh hưởng nhất tới cuộc đời của bạn. Đấy, một cái câu hỏi như thế, một cái question như thế. Và nhiệm vụ của các bạn đó là các bạn phải biết cách phát triển ý ra để có thể nói được nó nhiều nhiều câu về cái chủ đề này. Ok, ví dụ các bạn có thể nói là mẹ là người gây ảnh hưởng nhất đối với tôi bởi vì từ bé mẹ tôi đã dạy tôi những cái bài học về đạo đức, bài học về trên trường học, thậm chí mẹ tôi thúc đẩy tôi học tiếng Anh ấy, để bây giờ tôi có cơ hội này ABCXYZ. Đó, thì mình không những là mình phát triển ý và nói ra được bằng tiếng Việt mà mình còn phải biết cách để nói nó ra bằng tiếng Anh. Đó, thì cái này nó chỉ có một cách thôi, đấy là các bạn phải đọc và nghe rất là nhiều, tức là các bạn phải có input rất là nhiều. Đấy, và các bạn cần phải có một số các cái kỹ thuật. Đấy, một vài cái technique. Đó, một vài cái kỹ thuật để các bạn có thể là nghĩ được ra nhiều ý để mà nói. Ok. Đó, thì những cái kỹ thuật này thực ra mà nói là nếu như mà cô nói với các bạn thì các bạn cũng không thể thực hành nói được luôn. Đơn giản bởi vì thứ nhất là rất là nhiều bạn ở trong này là trình độ kiểu bắt đầu ấy, thì cái giai đoạn 3 này nó, nếu mà mình chưa học giai đoạn 1 và giai đoạn 2 thì giai đoạn 3 nó rất là khó hình dung. Còn và tiếp theo nữa, kể cả những bạn, một số bạn có trình độ rồi thì khi mình nghe các cái cách trên mạng nó rất là nhiều cách khác nhau. Đấy, nhưng mà mình nghe thì không thực hành thì nó cũng sẽ rất là khó. Đó. Thì các cái techniques này các bạn có thể học, ví dụ học IELTS thì các bạn cũng cần phải có những cái technique này để mình có thể phát triển ý. Đó, một trong những cái đấy có thể gợi ý cho những bạn nào mà có trình độ hoặc là các bạn nào dự định là học nó lên cao hơn một chút. Đấy, thì các bạn sẽ trả lời những câu hỏi ví dụ như là what. Đấy, những cái câu WH ấy. Rồi thì where. Đó, rồi thì when. Rồi thì how. Rồi thì why. Đấy, các thứ. Đó, ví dụ như là mẹ tôi gây ảnh hưởng tới tôi ở cái lĩnh vực gì này. Đấy, thì cái sự kiện mà về cái lĩnh vực đấy là cái sự kiện gì. Đấy, rồi thì cái sự kiện đấy xảy ra ở đâu, khi nào và nó diễn ra như thế nào và tại sao cái đấy nó lại ảnh hưởng tới tôi. Ví dụ như vậy. Thì các bạn phải biết những cái technique này, và quan trọng nữa là mình phải luyện tập, tức là mình tự mình đặt cho mình những cái những cái topic, những cái câu hỏi để các bạn có thể luyện nói ra, các bạn có thể luyện viết trước. Đấy, sau đó là nói nó ra. Ok. Đó, thì đấy là toàn bộ cái lộ trình trong vòng 6 tháng. Ví dụ như trong cái giai đoạn 2 này. Giai đoạn 1 các bạn cần khoảng 1 tháng cho đến 1 tháng rưỡi nhá. Giai đoạn 2 đó là học giao tiếp trong các topic thì các bạn sẽ cần khoảng 2 tháng đến 2 tháng rưỡi. Đấy. Và giai đoạn 3 thì các bạn có thể cần khoảng 2 tháng. Đó, tổng cộng là trong vòng 6 tháng. Đó, thì tất cả những cái lộ trình này thì ở IELTS, cô cùng với đội ngũ các huấn luyện viên và trợ giảng của IELTS đã làm nó rất là nhiều năm rồi. Đấy, cho nên là nó gần như là một cái có thể đảm bảo được cho các bạn một cái sự chắc chắn rằng mình có thể giao tiếp được tiếng Anh một cách tự tin và thoải mái trong các tình huống giao tiếp thông dụng. Đấy, quan trọng là các bạn có cam kết với việc học của mình không? Các bạn có thực sự mong muốn là năm 2020 thì chúng ta sẽ có một sự thay đổi đột phá về tiếng Anh hay không? Đấy, và các bạn có chăm chỉ để mình có thể nạp input, đó, luyện nghe, luyện đọc, đấy, rồi thì học từ vựng, rồi thì luyện nói ra, rồi thậm chí có thể là luyện viết những cái câu hỏi hay cái topic này hay không? Đó. Còn nếu như bạn nào mà cảm thấy khó khăn quá hay là cảm thấy rất là thiếu kỷ luật đấy, đấy thì một cái cách mà gọi là hiệu quả nhất mà cô cũng thường xuyên dùng nhất, chính cô cũng là người rất là hay dùng, đấy là mình tham gia các khóa học. Thế thôi. Khi mà mình tham gia các khóa học thì mình vừa phải trả tiền này, mình vừa phải đến lớp này, rồi vừa được các thầy cô trợ giảng các thứ đá đít đất thúc thường xuyên này,
thì mình cái độ kỷ luật của mình nó tăng lên rất là nhiều. Đấy, còn nếu như cái đấy mà mình cũng không làm được thì chắc chắn là ở nhà mình không bao giờ có cơ hội để mình có thể để thành thục với tiếng Anh của mình cả. Đó, cho nên là cô cũng thường xuyên đi học, tham gia các khóa học, ví dụ như là các khóa học về về tư duy, về phát triển bản thân, về ý thức, tiềm thức, về tâm lý học các thứ. Đấy, hay thậm chí là những khóa học về kinh doanh. Đấy, thay vì mình ở nhà mình mày mò các thứ nó rất là lâu và nó nhiều cái kiến thức đó, thì mình có thể là tìm đến những chuyên gia, những người nào mà đã dạy lâu năm rồi, hoặc là có những cái con đường vạch sẵn cho mình đi nó nhanh hơn rất là nhiều. Ok, để cho nên những bạn nào mà tin tưởng cô và Ayolo đấy, và muốn năm 2020 của chúng ta tiếng Anh nó bứt phá, đột phá đấy, thì có thể inbox cho cô, hoặc là chỉ cần comment chữ tôi muốn thôi thì cô sẽ liên hệ lại với các bạn. Ok, thì Ayolo có các cái chương trình học, và đặc biệt trong tháng 12 này thì rất là nhiều ưu đãi. Đấy, thậm chí có những ưu đãi rất là dễ thương, như là tặng một chú gấu bông 1 mét mà đấy, để chúng ta có thể ôm nè. Tức là cứ đến học ở Ayolo là sẽ được phát gấu mang về. Đó, thì đó, và những cái tài liệu thì cô cũng đã nói cho các bạn rồi. Nếu như bạn nào mà công nghệ cao ấy thì mình thường xuyên tải các app về. Đấy, cứ lên các search, ví dụ các bạn muốn học từ vựng, các bạn có thể search là vocabulary, hoặc là học từ vựng tiếng Anh đấy ở trên CH Play đấy, hoặc là iOS thì rất là nhiều cái. Cô gợi ý thêm một chút đấy là nếu mà các bạn quyết định tự học ấy thì cái quá trình tự học nó sẽ không bằng phẳng lắm đâu. Nó giống như kiểu là bây giờ các bạn không đến đi học cấp 1, cấp 2, cấp 3 mà các bạn đang 5 tuổi đúng không? 6 tuổi, bố mẹ quyết định ok con không cần phải đến trường, ở nhà con sẽ tự tìm cách để học. Đấy, thì các bạn sẽ hình dung là cái khối lượng hoặc là những cái thứ chúng ta tìm hiểu nó sẽ phải như thế nào. Nó sẽ tương tự như vậy thôi. Thì mình nếu mình đã quyết định như vậy thì các bạn thực sự là phải có là mình phải nghiêm túc tìm tỏi. Đấy, những cái cô gợi ý ở đây nó có hiệu quả với cô, và nó có hiệu quả với rất nhiều các học viên, hàng trăm các thế hệ học viên của Ayolo và những thế hệ học viên cô đã dạy trong gần 10 năm nay rồi. Đấy, nhưng mà nếu như mà mình muốn là cái nào nó hiệu quả nhất với mình thì các bạn chỉ có thể đi tìm thôi. Ví dụ như cô nói là chúng ta phải học vocabulary đúng không? Đấy, thì các bạn phải tìm xem những cái app nào, những trang web nào để học về từ vựng. Đấy, và có thể tải hàng chục cái về, xong mình học thử từng cái một, và cái nào nó phù hợp nhất thì mình giữ lại. Đấy, hoặc là cô nói là các bạn sẽ tìm kiếm các bài nghe này, những cái bài đọc này. Đấy, thì nếu như các bạn quyết định tự học thì chúng ta phải gọi là search đủ các loại trang web, rồi xem những cái bài nghe nào, những bài đọc nào nó hay là mình tải hết về, xong rồi mình phải xem nó. Đấy, xem cái nào nó phù hợp với mình để mình học cơ. Rồi, thế chúc mọi người trong năm 2020 của mình sẽ đặt một mục tiêu với tiếng Anh và mình sẽ chinh phục được nó. Nếu như bạn nào mà khó quá không chinh phục được thì luôn luôn có cô sẵn sàng ở đây để giúp đỡ các bạn nha. Ok, so goodbye and see you. Tạm biệt nha.